Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục gửi đến cô chú và các anh chị cập nhật các thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ, được cập nhật từ ngày thứ hai là ngày 19 đến ngày thứ sáu là ngày 23 tháng 12. Chi tiết các thông tin sẽ được cập nhật trong video clip này sẽ là: đầu tiên là lãnh sự quán Mỹ đã có đợt phát thư hẹn phỏng vấn dành cho các hồ sơ phỏng vấn vào tháng 2 năm 2023. Thông tin thứ hai là cập nhật lịch nghỉ lễ Giáng sinh và lễ nghỉ Tết Dương lịch và cập nhật hệ thống đặt hẹn phỏng vấn và bổ sung giấy xanh R2A. Và thông tin thứ ba là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn visa loại không định cư như là visa diện du lịch, du học và công tác. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch, hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Trong tuần này thì lãnh sự quán Mỹ tiếp tục làm việc và phỏng vấn visa bình thường. Tuy nhiên thì có thể do dịp tuần lễ Giáng sinh và lễ cuối năm nên đã thấy có ít hồ sơ phỏng vấn visa hơn với lãnh sự quán so với các tuần trước đây. Và lãnh sự quán Mỹ đã không có đưa ra thông báo nào mới trong tuần này. Thông tin đầu tiên Điệp muốn chia sẻ với cô chú và các anh chị là lãnh sự quán Mỹ đã phát thư hẹn phỏng vấn dành cho tháng 2 năm 2023 trong tuần này. Như đã được dự đoán trong trước đây trong các video clip của Điệp, thì vào ngày 21 tháng 12 này, lãnh sự quán Mỹ đã có đợt phát thư hẹn phỏng vấn visa dành cho các hồ sơ mới. Thư hẹn phỏng vấn được phát cho các diện CR1, IR1, IR2 và IR5 là các diện bảo lãnh vợ chồng và con còn độc thân dưới 21 tuổi và cha mẹ của công dân Mỹ. Các hồ sơ này có ngày hoàn thành 6 bước từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2022. Ngày hẹn phỏng vấn của các hồ sơ này là vào trong tháng 2 năm 2023. Trong đợt phát thư hẹn phỏng vấn kỳ này thì không có hồ sơ thuộc diện F được nhận thư hẹn phỏng vấn. Hy vọng là trong tuần sau trước khi mà lãnh sự quán bước qua năm mới thì họ sẽ có đợt phát thư hẹn phỏng vấn tiếp theo cho các hồ sơ diện F. Và như vậy thì lãnh sự quán Mỹ đã bỏ qua tháng 1 năm 2023, họ không có phát thư hẹn phỏng vấn cho các hồ sơ mới, mà lãnh sự quán Mỹ đã bắt đầu bắt tay vào việc phỏng vấn từ tháng 2 năm 2023. Trong tháng 1 thì lãnh sự quán Mỹ chỉ giải quyết cho các hồ sơ thuộc diện K1 hôn phu hôn thê phỏng vấn và các hồ sơ cần phỏng vấn lại với lãnh sự quán do lần đầu tiên họ đem thiếu giấy tờ. Thông tin di trú thứ hai để muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là lịch nghỉ lễ Giáng sinh của lãnh sự quán. Mừng lễ Giáng sinh thì lãnh sự quán Mỹ sẽ nghỉ lễ từ ngày 24, 25 và 26 tháng 12, là vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày thứ Hai tuần sau. Nên vào thứ Hai đầu tuần sau này, lãnh sự quán Mỹ tiếp tục sẽ không có làm việc. Lãnh sự quán Mỹ sẽ bắt đầu làm việc trở lại vào ngày thứ Ba là ngày 27 tháng 12. Và cập nhật lịch nghỉ lễ Tết Dương lịch của lãnh sự quán. Vào dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch thì lãnh sự quán Mỹ sẽ nghỉ lễ từ ngày 31 tháng 12, ngày 1 và ngày 2 tháng 1 năm 2023,
là từ ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai tuần tới. Lãnh sự quán Mỹ sẽ trở lại làm việc bình thường bắt đầu từ ngày thứ ba, ngày 3 tháng 1 năm 2023. Cho nên cô chú và các anh chị, nếu như có các kế hoạch cần phải liên hệ với lãnh sự quán Mỹ thì chúng ta tránh các ngày nghỉ lễ này. Thông tin tiếp theo để muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật hệ thống đặt hẹn phỏng vấn và bổ sung giấy xanh R2A. Đối với lịch phỏng vấn lại diện IR, CR và các diện F, thì hiện tại trên hệ thống của lãnh sự quán, ngày hẹn gần nhất là vào cuối tháng 2 năm 2023. Ngày hẹn hiện nay còn trống là ngày 23 tháng 2. Đối với lịch phỏng vấn diện K1 hôn phu hôn thê, thì hiện tại ngày hẹn dành cho diện K1 gần nhất là vào cuối tháng 1 năm 2023. Và đối với lịch bổ sung giấy xanh R2A, thì cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy lãnh sự quán Mỹ mở lịch hẹn bổ sung dành cho tháng 1 năm 2023. Hiện nay thì vẫn chưa biết là lãnh sự quán Mỹ họ sẽ có quyết định là mở hệ thống đặt hẹn bổ sung dành cho tháng 1 hay không, hay là lãnh sự quán Mỹ cũng làm thực hiện giống như lịch phỏng vấn là chỉ bắt đầu vào tháng 2 năm 2023. Vì vậy thì hiện nay chúng ta cần phải chờ và tiếp tục theo dõi tình hình này. Nếu như cô chú và các anh chị cần hỗ trợ thì có thể liên hệ với dịch vụ của Điệp thông qua email này hoặc là nhắn tin qua số Zalo 0822 908 920. Điệp sẽ hỗ trợ cho cô chú và các anh chị là tư vấn online các hồ sơ cần đem theo khi đi phỏng vấn với lãnh sự quán, kiểm tra lại hồ sơ đã nộp trên hệ thống CAAC đã đầy đủ hay chưa, đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Thời gian vừa qua thì Điệp cũng đã có hỗ trợ cho rất nhiều hồ sơ cô chú và các anh chị sau khi nhận được thư hẹn phỏng vấn và gần tới lượt phỏng vấn, để chúng ta chuẩn bị thật chu đáo hồ sơ của mình. Và thông tin về di trú muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn visa diện không định cư với đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ. Các loại visa không định cư này không bao gồm diện đính hôn, hôn phu, hôn thê, diện K1. Trung tâm visa NVC đã cập nhật bản thời gian chờ để có biểu hiện phỏng vấn visa diện không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Tại Việt Nam, chúng ta sẽ có một đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và một tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo cập nhật của Trung tâm Visa NVC, tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, visa diện B1, B2, du lịch và công tác, thời gian mà cô chú và các anh chị cần chờ để có ngày hẹn phỏng vấn trống hiện nay là 25 ngày. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ hiện nay là 10 ngày. Và các loại visa không định cư khác, thời gian chờ hiện nay là 25 ngày. Tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, theo cập nhật của trung tâm visa, đối với diện B1, B2, du lịch và công tác, thời gian chờ hiện nay là 39 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn trống. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ hiện nay là 19 ngày. Và các loại visa không định cư khác, thời gian chờ hiện nay là 12 ngày. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.